Rồi anh em lại tiếp tục là anh em nè, clip thứ hai nha anh em nha. Nhanh 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 anh em coi lấy lấy nhanh nha. Bỏ đói rồi anh em à. Rồi, cây này có bồ đế tạm được thôi, hơi yếu dễ nha anh em nha. Mà được cái này dán vô độc. Dễ cắm cái lẹn này yếu gì nữa. Cây này 100 nha anh em. Đường nha, đường nha. Nó dễ cắm thế anh em thấy dễ cắm chưa? Rồi nó có cái thiệu đây nha anh em nha. Thiệu tự nhiên rồi. Mấy cái cát vô. Rồi quanh. Bằng 36. Bay từ cái bầu lên là 90 nha anh em. Rồi cao nhiêu? Cao ấy. Rồi cao ấy. Đó chiều cao chiều dưới đây nè. Dạ cao hả? 50. 50. 60. 52. Trong bầu 60 nha anh em. À 70 cũng được. Dứt thôi anh em. Chốt keo. Em lại tiếp tục phân em. Dứt. Cây tạm được nha anh em nha. Một cốt nha anh em. Làm chốt nha anh em. Cây nó có miếng đũa trình thăng. Nè nè. Đũa thép nha. Đũa âm thăng. Dễ nè. Dễ khá nhiều. Không dễ 400 ngàn luôn. Dễ khá nhiều. Rồi giót ngọn. Quanh. Cây trực xuyên nhẹ nha. Quanh 68. Ngang 42. Còn trụ 50 nha anh em. Rồi dứt thôi anh em. Cây tạm được ạ, dứt đi. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục thôi anh em ơi. Mini nha anh em nha. Cây nghệ thuật nha anh em. Cây có chi phóng đẹp không? Được. Cây này cũng rồi quanh. Để về đế rồi ok nha. Quanh 28. 28 nha anh em. Cao 28, tổng trọng 30. Cao 43. Dứt thôi anh em. Dứt thôi anh em. Chốt keo. Rồi anh em lại tiếp tục nè anh em nè. Cây lùng lực, cây đế đẹp luôn anh em à. Ừ, khu gian luôn. Cây lùng lực. Không chịu tứ. Dễ cám bao phê luôn anh em à. Dễ cám mê luôn. Cây cực kỳ lực luôn anh em. Cây này đúng chơi luôn á. Cây này làm cây khá bao đẹp. Quanh, đế ok luôn. Quanh 38. Cao 50. Ngang 30, tổng trọng 40 anh em. Chúc thôi anh em ơi. Chốt keo. Lúc nha anh em nha. Cây khá đẹp anh em ạ. Cây có dễ nè. Dễ bấm xuống lại. Dễ dòng. Trồng thôi này lòi lên hết luôn. Chì tạm được thôi. Cây không lũ bọng. Quanh. Hàm ba quá. Nãy ông chì ba ông gầm mới gỗ. Quanh 26. Anh nhớ được phải không? Cao 55. À. Ngang dài 40. Tổng cộng 50 nha anh em. Chốt keo. Rồi anh em ơi lại tiếp tục nè anh em. Cây này khá nghệ thuật luôn anh em ạ. Đế nè. Đế phần lượng hồi đầu khá nghệ thuật luôn nha. Rồi Văn. Quanh 24. Bây 60 nha anh em. Trong ngang 36, trong chỗ 40 luôn. Chốt thôi anh em. Dứt. Rồi anh em lại tiếp tục thôi anh em. Báo về cho lễ. Khá lạ nha anh em nha. Khá lạ nha. Báo VIP nha anh em. Rồi anh em cái này của là Nguyễn Văn Lúc á. Quanh. Vô anh em nào vô ủng hộ của Nguyễn Văn Lúc. Quanh 32. Ông chị bay ra xuống dưới tầm 90 nha anh em. Ngang 45, tổng chậu 50. 60 dụng được. Chốt hơn em. Chốt hơn em ơi. Dứt. Hello anh em. Lại là đông đây. Lại là đông anh em, cây là cây cuối clip. Ủa phải không? Ờ còn chưa. Cây này nè. Cây này có dễ chủ nè anh em. Dễ chủ bò đậm nha. Nhìn chi thì nó tạm được. Kênh mình là kênh của Phạm Thanh Đông nha anh em, nào vô đăng ký kênh ủng hộ cô Đông nha. Và ủng hộ cho Cảnh nữa. Chưa nói hết. Rồi vành.
có miếng dễ dính. Khoảng 39. Cao 10 mươi nha anh em. Thì không? Cao 64. Ờ dài. Dài 56, tổng chậu 70. Dứt thôi anh em. Rồi dứt. Khá độc lạ Việt Nam nha. Rồi anh em lại tiếp tục anh em. Tôi mít đó mà. Một cây bay nha anh em ơi, quay chậm thôi mơ, chóng mặt ta. Một cây bay anh em. Để tạm được nha. Để cũng vững á. Rồi quanh. Quanh luôn. Dạ chắc có. Đâu quanh nào? Quanh đây hả? Quanh đây. 15 23. Quanh 27. Thì giờ chỗ nhỏ nhất đó hả? Quanh cũ nó là 36 nha anh em. Không biết đâu làm sao. 36. Chừng nào xịt bắp vậy? Bay 60. Dứt thôi anh em, chồng cao 50 nha. À 90 lộ xin lỗi anh em nha. Lộn thước. Chồng cao 50 anh em à. Dứt. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục anh em ơi, một cây cuối cùng của clip nha. Một cây cụm rừng rất là độc nha. Ta thăng, cây thăng léo nhau từ lưu tá lá mà nè. Cho bạch tuộc nhanh lên nha. Dễ ok lắm. Dễ nè. Cái này của Nguyễn Văn Quý á. Rồi. Cây khá ok. Của anh. Của anh 38. Cao 66. Bầu dài của nó là 49, tổng chậu 60. Giúp anh em. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi clip nha. Chúc anh em một buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em. 7 giờ 30 kênh của mình nhớ like đăng ký ủng hộ nha. Rồi, chào anh em nha. Rồi, về bộ nước. 7 giờ 30 ngày sau nha anh em nha. Bữa giờ mình cũng mới bị bơm mấy cây nữa anh em à. Anh em dạo này sao cứ thích bơm hàng mình quá. Không biết sao chứ. Anh em đi làm khổ cực mà. Dưới đâu vậy? Cứ gọi đặt bơm hàng dư có mạnh chắc bỏ nghề quá anh em. Cứ số số miền Nam mấy triệu tiền bơm hàng rồi. Số số miền Nam anh em ha. Cây của mình thì mà cây mới về rồi. Lắm anh em. Mỗi lần mà cây bơm về là nó không bảo quản tốt rồi, nó dục lớn á. Cây hòn á này mà cho nên về là hư cây dục cây luôn. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của mình nha. Chúc anh em một bữa tốt tốt lành. Hẹn gặp lại anh em.